got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, just work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time, maybe. Mình chào các bạn ơi. Thì hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi tập luyện thể lực tại nhà với sợi dây nhảy này. Thì bây giờ tình hình Covid rất là căng thẳng thì chúng ta chỉ có ở nhà tập luyện hít đất, xả đơn, nhảy dây để chúng ta rèn luyện sức khỏe, một số cái bài thể lực rất là tốt, đúng không các bạn? Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái lỗi mà các bạn hay mắc phải khi mà chúng ta tập với dây nhảy. Thì đầu tiên lỗi mà các bạn hay bị gặp nhất đó là dây nhảy của chúng ta quá dài hoặc là dây nhảy của chúng ta quá ngắn so với cái kích thước, kích cỡ của chúng ta, cơ thể của chúng ta. Bởi vì mỗi người có một chiều cao, cân nặng khác nhau. Ok, thì cái để chúng ta lựa chọn một sợi dây nhảy với kích thước như thế nào để chúng ta nhảy không bị mất dây. Ok, đây các bạn, thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình đi đo nhé. Rồi, chúng ta dậm sợi dây nhảy xuống dưới sàn và sợi dây nhảy của chúng ta sẽ canh ngang ngực là hiệu quả nhất, sẽ ok nhất. Rồi bây giờ đây là quá dài với mình đi, mình mới khui một khi sợi dây nhảy mới ra luôn thì nó quá dài với mình. Thì bây giờ các bạn cùng mình cắt sợi dây nhảy đi, chúng ta sẽ thâu cắt lại. Thì đối với sợi dây nhảy này thì chúng ta cắt rất giản, bởi vì bây giờ mình sẽ đo chính xác nó như thế nào. Đây ok, thì nhảy đây thì mình sẽ đo, mình lấy dấu ngay đây, ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lấy dấu ngay đây. Đây ok. Rồi bây giờ mình các bạn cùng mình đi cắt nó, và bên trong đây các bạn chúng ta sẽ vặn ra như thế này. Ra đây, thấy chưa? Và chúng ta sẽ kéo nó vào đây và chúng ta đưa vào đây, cắt nó đi, vặn cái này vào, kéo vào đây đó, cắt tới đây là ok. Sẽ kéo chúng ta tới đây, chúng ta canh khi chúng ta vặn xuống nó sẽ đứng nằm ngay mặt này, đúng không? Thì chúng ta sẽ cắt ngay tập này là ok. Đây mình sẽ cắt ngay tầm này là ok. Sợi dây nhảy của chúng ta đó, các bạn chờ một xíu. Ok, đây chúng kéo mình cắt đi. Đây đúng. Ok chưa? Đó ok. Rồi và chúng ta sẽ bật nó lại thôi qua đây, bật nó lại đó. Ok, vẫn còn quá dài. Ok, đây bên này cũng vậy các bạn, bên này chúng ta sẽ bật ra này. Đây ta đưa này này vào đây, đây cỡ này là ok đó. Chúng ta đo lại một lần nữa đã trước khi cắt nha các bạn, không mà ngắn dây thì rất là tiếc nha các bạn. Đây ok, ta thấy bằng này ha, bằng gần của chúng ta này đó, và chúng ta sẽ cắt ngay đầu đây nghe chưa cúp. Ok đấy, ngon lành liền. Đây ok, các bạn sẽ chọn một sợi dây nhảy ngay tầm ngực của chúng ta, ok ha. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ chọn dây nhảy ở phía trong này, phía sau này một sợi dây nhảy xịn đó các bạn. Hãy cảm nhận chọn cái sợi dây nhảy xịn này, nó có cái tay xoay này đó, nó có là cái bạc đạn để nó xoay cái sợi dây nhảy chúng ta. Ok, và bên trong này chúng ta sẽ chọn những sợi dây nhảy mà bên trong này nó có cái cục tạ đây, tạ đó, giúp cho cái tay cầm của chúng ta được cầm hơn,
chúng ta sẽ tập được tốt hơn. Ok ha. Rồi. Và khi chúng ta nhảy dây, thì tay chúng ta không được quá rộng như thế này. Đấy, không được quá rộng ha. Chúng ta hơi khép vào như thế này. Và tay chúng ta cần đó, hơi khép như thế này. Ok. Và chúng ta nhảy thôi. Đó, và chúng ta cầm tạ. Xin lỗi các bạn, cầm chặt tay nha các bạn. Đây, không được cầm luôn quá sâu, không được quá trước này. Vừa tầm này và con cá chúng ta sẽ đưa như thế này. Ok. Rồi. Và chúng ta nhảy. Khi chúng ta nhảy chúng ta không được nhảy quá cao. Chúng ta nhảy quá cao thì sẽ rất dễ bị đau lưng, đau vai. Cho nên chúng ta nhảy vừa tầm. Ok. Nhảy vừa. Cái tay chúng ta không được lái cổ tay. Chúng ta chỉ cần sử dụng bằng cái này. Đây, sử dụng bằng cái tay xoay trục xoay của cái sợi dây nhảy đó các bạn. Ok. Đó. Bây giờ như lúc nãy em nói đó, các bạn nên chọn sợi dây nhảy xịn để làm gì? Để chúng ta có thể ok. Đó. Chúng ta được biến đổi chân rất là nhiều cách khác nhau. Được chưa? Được chưa? Quá đã. Khi mà các bạn bắt đầu làm quen với dây nhảy thì bây giờ mình sẽ nhắc lại một lần nữa với các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn dây nhảy phải chuẩn, phải xịn. Ok, xịn ở đây là nó có cái tay quay, cái trục xoay ở chính giữa để, và ở bên trong nó có tạ để giúp cho chúng ta tầm tay hơn, chúng ta tập luyện tốt hơn. Và cái thứ hai là chúng ta đo dây nhảy ngang tầm ngực của chúng ta. Và cái thứ ba là cái cổ tay chúng ta không xoay quá nhiều. Đó, chúng ta không xoay quá nhiều, vừa phải thôi. Ok. Và cái thứ tư là chúng ta nhảy chúng ta không nên bật quá cao. Chúng ta bật quá cao sẽ các bạn cứ nghĩ là chúng ta bật cao thì nó sẽ không bị mất dây, nhưng mà không phải các bạn. Các bạn bật thấp nhưng mà các bạn tập đều tay, đều chân thì nó sẽ ok hơn. Mà chúng ta khi mà bởi vì chúng ta bật quá cao thì chúng ta rất là dễ bị đau lưng. Ok, khi mà các bạn tập với cái cường độ cao, cường độ mạnh thì chúng ta rất là dễ bị đau lưng hoặc là những biến chứng sau này về già chúng ta. Ok, rồi, đó là một số cơ bản cho mình muốn hướng dẫn, muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có một bài tập hiệu quả hơn khi mà chúng ta tập luyện tại nhà. Ok, các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn. Bye.